Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm về đích thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tại hội nghị ban chỉ đạo diễn ra vào chiều qua. Vấn đề được hội nghị tập trung thảo luận nhiều nhất là tiến độ thực hiện dự án thành phần 1.2 về giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Bởi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời điểm phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích cần thu hồi. Tỉnh Hưng Yên hiện đã thu hồi được trên 84% diện tích, nhưng hiện công tác xây dựng khu tái định cư mở rộng nghĩa trang để giải phóng mặt bằng diện tích đất thổ cư, đất nghĩa trang, việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, di chuyển doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ. Nhất là tại hai huyện Văn Giang và Văn Lâm phát sinh nhiều khó khăn phức tạp như đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ, chưa bố trí diện tích đất thu hồi và kinh phí để di chuyển doanh nghiệp, người dân vẫn còn có ý kiến về việc thay đổi hướng tuyến qua khu dân cư. Đến nay các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã đăng ký 43 mô hình điểm về chuyển đổi số, phát triển VN, EID và ứng dụng công dân số. Trong số đó có 13 mô hình đã được triển khai và có kết quả. 19 mô hình đang triển khai và 11 mô hình chưa triển khai. Một số mô hình được triển khai có kết quả nổi bật như mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VNEID do Sở Y tế chủ trì. Mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn do Công an tỉnh chủ trì. Mô hình nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Các mô hình điểm được thực hiện trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Thị Hoài An vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Bà đã trở thành nữ giáo sư toán học thứ 3 của Việt Nam. Bà Tạ Thị Hoài An sinh năm 1972 tại Nghệ An. Năm 2009, bà được công nhận và bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Hiện bà là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Toán học. Giáo sư Tạ Thị Hoài An đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Nếu tính từ năm 1956, mốc lịch sử Việt Nam có đợt phong tặng giáo sư đầu tiên, thì bà An là nữ giáo sư ngành toán thứ 3 của Việt Nam sau gần 70 năm qua. Chuyển sang các tin tức khác, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng chủ đầu tư dự án lấn biển vùng đệm Vịnh Hạ Long. Đơn vị bị xử phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, do có một số vi phạm khi triển khai dự án. Cụ thể, công ty này không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, chưa thi công hệ thống kè bao quanh, nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc ranh giới quy hoạch dự án và chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất, khiến lượng bùn này bị thủy triều cuốn ra xa. Ngày 7 tháng 11, công trình thi công dự án này đã tạm dừng sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu nhằm phục vụ việc rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều ngày 6 tháng 11, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ phản ánh của báo chí, Cục đã rà quét và yêu cầu Facebook chặn 8 nhóm hướng dẫn tự tử, 43 nhóm chỉ cách bùng nợ lừa đảo. Thực hiện yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, trong một ngày, Facebook đã chặn 8 nhóm hướng dẫn cách tự tử, mỗi nhóm có hàng chục nghìn thành viên. Bên cạnh đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ra quét và yêu cầu Facebook ngăn chặn 47 nhóm chuyên hướng dẫn bùng nợ ngân hàng, cách vay tiền lừa đảo hay cách lừa đảo bằng thế chấp tín dụng. Một vụ nổ xảy ra tại xưởng sửa chữa điều hòa ở số 250 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào thời điểm gần trưa nay khiến 3 người bị thương nặng. Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, sau tiếng nổ lớn, khu xưởng cơ khí có 3 người bị thương nặng, trong đó một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, cơ thể không còn nguyên vẹn, chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin ban đầu xác định sự cố xảy ra thuộc công ty điện lạnh Tùng Nga. Nguyên nhân nổ do sự cố từ lốc máy dàn điều hòa sửa chữa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá chuyên án 923K, là chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, khởi tố 4 đối tượng. Đó là các đối tượng Lê Văn Hùng, sinh năm 1995, thường trú tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Lý Thị Nguyệt, sinh năm 1999, thường trú tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Chu Ngọc Soái, sinh năm 1986, thường trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; và Trần Kim Anh, sinh năm 1991,
thường trú tại khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây là chuyên án ma túy được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá với số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt là phát hiện nhiều loại ma túy mới, nguy hiểm, khó phát hiện như nước vui, ke kim tuyến. Ngày 7 tháng 11 tại sân bóng đá Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc giải bóng đá nam năm 2023. Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2023, có sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các huyện và đơn vị trong tỉnh. Các đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, đã vòng tròn một lượt tính điểm để chọn nhất của 3 bảng và một đội nhì có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết. Nhất bảng A gặp nhất bảng C, nhất bảng B gặp đội nhì cao điểm. Trận chung kết giữa hai đội nhất bán kết, hai đội còn lại đồng giải 3. Ngay sau lễ khai mạc là các trận thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và công hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt kịch tính. Tiếp tục với phần tin quốc tế, người phát ngôn của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết nền kinh tế Nga đã ổn định ngoài mong đợi bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông Dmitry Peskov, những dự báo gần đây ước tính mức tăng trưởng GDP là 2,8% trong năm nay, một kết quả thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của chính quyền Nga. Ông lưu ý rằng vào tháng 4, hầu hết các dự báo đều cho rằng tăng trưởng GDP của Nga trong năm nay chỉ ở mức 1,2%. Ông Peskov nhấn mạnh những thành tựu kinh tế của Nga là kết quả từ những công việc chi tiết và tỉ mỉ của các cơ quan quản lý tài chính và kinh tế của đất nước. GDP của Nga đã giảm 2,1% vào năm 2022 trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt những hạn chế kinh tế nghiêm ngặt. Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu công bố các dữ liệu tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone cho thấy nền kinh tế khu vực đồng Euro có nguy cơ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay sau khi tăng trưởng khu vực được ghi nhận ở mức âm trong quý 3 năm 2023. Cụ thể, số liệu cho thấy kinh tế của 20 nước thuộc Eurozone giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023, sau khi giảm 0,2% trong quý 2. Con số này cho thấy những khó khăn kinh tế mà Eurozone đang phải đối mặt, trong đó có cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và mối lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có những nước không sử dụng đồng Euro, đạt 0,1%. Chuyển sang các thông tin khác, một chiếc taxi bay mới đây đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Hàn Quốc. Điều này đang mở đường cho nhiều thử nghiệm hơn nữa trên bầu trời đô thị bắt đầu từ năm tới như một phần của dự án vận tải hàng không đô thị sử dụng công nghệ nội địa của Hàn Quốc. Chiếc taxi bay này cất cánh thẳng đứng từ sân bay của nó và bay trong khoảng 5 phút mà không chở theo người. Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và các công ty trong nước, máy bay có thể chở một người và bay với tốc độ lên tới 240 km/h, tạo ra ít tiếng ồn hơn so với trực thăng. Đây là lần trình diễn công khai đầu tiên của loại máy bay này sau đợt chạy thử nghiệm với một mẫu máy bay cỡ nhỏ hơn 2 năm trước. Cuộc trình diễn phù hợp với giai đoạn đầu tiên của chương trình kiểm tra độ an toàn của máy bay, vận tải hàng không đô thị cũng như cơ sở hạ tầng liên quan trước khi thương mại hóa. Công ty mỹ phẩm L'Oreal và các công ty khác tại Mỹ đã bị khởi kiện vì bán những sản phẩm rụi tóc chứa hóa chất có thể gây ung thư cùng nhiều vấn đề về sức khỏe. Theo các đơn kiện, nhiều công ty đã biết sản phẩm của họ chứa hóa chất nguy hiểm nhưng vẫn tiếp thị và bán chúng ra thị trường. Tại Mỹ, các công ty luật của Nguyên đơn đang nỗ lực thu hút phụ nữ da đen nộp đơn kiện cáo buộc ít nhất một chục công ty mỹ phẩm, bao gồm L'Oreal, Revlon, đã bán thuốc rũi tóc có chứa hóa chất, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư tử cung và không cảnh báo khách hàng. Chiến dịch được phát động vào tháng 10 năm ngoái, vài ngày sau khi nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia tìm thấy mối liên quan, mặc dù không phải là mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng thường xuyên thuốc rũi tóc bằng hóa chất và ung thư tử cung. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.